Hi, xin chào các bạn. Ở video này mình sẽ hướng dẫn chúng ta có thể xem nhiệt độ được qua internet ở bất cứ đâu có internet. Chúng ta có thể xem được nhiệt độ độ ẩm với cảm biến này. Mình xin gửi về cái bo Wiimote D1 SB8266. Chúng ta có một cái này để cấp nguồn. Đây, cái cốc sạc. Ở đây cảm biến có 3 chân. Chân cộng, chân ao và chân trừ. Thì chúng ta lấy nguồn từ cái chân bo luôn. Đây là chân trừ, chân cộng và chân D2. Chân ao cái nối với lại D2 của cái bo Wiimote D1 này. Bước tiếp theo là chúng ta dùng điện thoại Android thì chúng ta vào cửa hàng Play, còn dùng điện thoại mà iPhone thì chúng ta vào App Store, nhập vào ô tìm kiếm cái chữ Blink. Đây chúng ta tìm Blink IoT for Euro SB826632 SPVB, bấm một cái này. Chào một xíu cái này. Rồi. Chúng ta mở ứng dụng lên. Rồi nút vào tạo tài khoản mới. Chúng ta nhập email. Mình nhập mã password đây. Sau đó bấm nút sign để và chúng ta được tới cái chỗ tạo đồ check. Nếu chúng ta tạo đồ check thì chúng ta bấm vô đồ check, còn không thì chúng ta bấm cái nút scan này, scan mã QR cho phép, ở trên này nó thể hiện ra scan cái mã QR thì tôi đã làm ra cái đồ check và xe đồ check đó lên đây. Bạn chỉ cần quét cái mã QR này thôi, tôi sẽ gửi kèm đó, nó đã tạo ra được cái rồi. Xong bấm vào cái chỗ ở phần trên này nhá, bấm vào đây đó. Vào đồ check setting phần này phía trên và kéo xuống do chỗ là chỗ AUTH token thì chúng ta bấm vào copy on đó, một cái copy đã được copy vào bộ nhớ. Sau đó chúng ta cấp nguồn cho cái Wiimote D1 này. Cái điện thoại của chúng ta đây thì tạm thời chúng ta thoát đi. Đó. Thì ở lần đầu tiên ấy, thì chúng ta phải cấu hình wifi với lại mà cái mã token cho của Blink cho cái Wiimote này thì chúng ta đây cái Wiimote này nó chưa tìm được cái wifi chưa thì nó đã phát ra một cái wifi. Thì chúng ta kết nối với lại cái wifi SB8266VDTEC này. Đó. Không có mật khẩu. Rồi. Để kết nối được. Sau đó vào trình duyệt web. Chúng ta vào địa chỉ 192.168.4.1 thì nó hiện ra ở đây những cái wifi này. Thì chúng ta nhập vô đây. Đó, tôi nhập vô cái đại lưu này. Đó.
好。Silver thì các bạn nhập 4.1.1.1.1. Còn cái mã token vừa nãy chúng ta đã copy rồi. Thì bây giờ chúng ta gắn vào này. Bấm nút gửi. Ok, bấm cái SSD, nhập SSD của nhà bạn vào nha. Đây cái bắt buộc server rồi cái mã token. Bấm nút gửi. Đó, sau khi nút gửi thì nó ghi ở đây này. Cái SSD và bắt buộc đã được chấp nhận. Thì bây giờ chúng ta sẽ không thấy cái wifi của cái FB 8266 phát ra nữa. Đó, và nó đã kết nối lại cái mạng wifi nhà tôi là đại lưu. Nút này hình đang hình vuông, tức là đang bật và để stop là bấm vào đây. Lúc này đang 5 giây cập nhật một lần. Không đủ xe. Một, hai, ba, xuống.